Hello hello, xin chào tất cả các tình yêu. Chào mừng bạn đã đến với kênh YouTube Chuyện của Thu. Giới thiệu với mọi người, đây là bức tranh Hồng Ngọc Uyên Nương. Và một điều cực kỳ đặc biệt nữa là cô công chúa bé nhỏ ở trong bụng của mình nè. Hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình tổng tài, ngược trước yêu sau, khá là hài hước, thú vị và cực kỳ là ngọt ngào. Rất là mong nhận được sự ủng hộ và đón nghe của tất cả mọi người. Không để các bạn phải đợi lâu nữa, bây giờ thì chúng mình hãy cùng nhau bước vào câu chuyện của ngày hôm nay nhé. Villa Blue Sky đêm nay ngập tràn ánh đèn mờ ảo, hòa lẫn tiếng nhạc chiu chiu sập sình từ những DJ nóng bỏng và đình đám. Từng đám trai xinh nữ tú cầm ly rượu vang nhún nhảy đung đưa theo điệu nhạc, tạo ra một bức tranh vô cùng xa hoa phù phiếm của giới trẻ thượng lưu, nơi đang tụ tập đầy đủ các công tử, tiểu thư của những tập đoàn, những gia tộc nổi tiếng nhất cả nước. Ai cũng vui vẻ, phấn khích chờ đợi chủ nhân đích thực của buổi tiệc ngày hôm nay, một con người vô cùng đặc biệt, nhưng bình thường họ chỉ được nghe danh trong truyền thuyết vì vốn dĩ anh ta không hề ở trong nước mà đã ra nước ngoài sinh sống bao lâu. Hôm nay là tiệc tẩy trần của anh sau khi về nước do người bạn, người anh em vô cùng thân thiết từ nhỏ đứng ra tổ chức, cũng là để giới thiệu cho mọi người làm quen với nhau, tiện cho các mối quan hệ cũng như cuộc sống của anh sau này. Ngoài sân vườn thượng uyển, mọi người đang vui vẻ nhảy nhót là thế, nhưng những con người cao quý nhất thuộc tầng lớp thượng lưu nhất lại đang ngồi bàn tán với nhau trong một căn phòng đặc biệt sang trọng và riêng tư. Người đàn ông có khuôn mặt tuấn lãnh, dịu dàng như ngọc, khóe môi mang theo nét cười nhạt khiến người ta như tắm trong gió xuân, đang cúi đầu, chú thầm nói chuyện với một cô gái. Cô gái mặc chiếc váy kim sa lấp lánh màu đen, ôm trọn body nóng bỏng. Mặc dù thân hình to lớn vạm vỡ của người đàn ông kia đã che đi hầu hết khuôn mặt của cô gái nhỏ, chỉ để lộ ra cánh tay trắng muốt, không chút thịt thừa và đôi chân dài miên man, nhưng cũng đủ để biết dáng người này đẹp đến thế nào, ngực đại, eo thon. Đến khi cô nghiêng nghiêng đầu, lộ ra mái tóc suôn dài như suối nước cùng với toàn bộ diện mạo của mình, một gương mặt vô cùng thanh tú, sống mũi cao, làn da mịn màng, trắng bóc, đôi môi càng đỏ mọng như quả cherry và đặc biệt là đôi mắt, một đôi mắt rất đẹp, trong sáng tinh anh vô cùng lấp lánh, khiến cho người đối diện phải cháo ngợp, thu hút trước vẻ đẹp của nó. Nóng bỏng, rực rỡ nhưng lại vô cùng kiêu sa, khó gần. Ánh đèn rực rỡ chiếu qua mặt khiến cho làn da cô như phát sáng. Cho dù là dáng người hay gương mặt thì cũng đều tuyệt đẹp, đạt đến đỉnh cao của sự hoàn mỹ. Tô Hạo à, cậu có cô em gái xinh đẹp tuyệt trần như thế này mà lại giấu chúng tôi bao nhiêu năm nay, cậu có còn là bạn bè của chúng tôi nữa không thế? Một thanh niên tuấn tú, khuôn mặt đẹp đẽ, đào hoa đúng kiểu công tử bột, cầm ly rượu vang trong tay, tiến lại làm quen với mỹ nữ, không quên buông một câu trách yêu thằng bạn. Giới thiệu cho các ông, để các ông làm hư em nó à, tôi còn lạ gì cái tính trăng hoa, thay người yêu như thay áo của mấy ông nữa. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Tô Hạo mang theo một người con gái đến đây, nghe nói là em họ của anh ở miền Nam mới ra, đang ở nhà anh để học đại học. Tô Hạo à, sao cậu lại nói như thế? Chúng tôi chỉ chơi bời tí thôi, đấy là lúc mà em gái cậu chưa xuất hiện, chứ bây giờ cô ấy ở đây, cậu cho tôi và cô ấy quen nhau đi, đảm bảo tôi chỉ có mình em ấy. Thôi thôi, bớt nói nhảm đi mấy ông tướng. Trước cuộc nói chuyện nhảm của anh họ và những người bạn của mình, mỹ nữ xinh đẹp kia vẫn lạnh lùng, không hề tỏ ra một chút quan tâm, để ý nào. Tuệ Lâm, không vui sao? Tô Hạo nhìn gương mặt như vô hồn, ánh mắt lãnh đạm của cô gái trước mặt, trìu mến hỏi. Ở đây chán quá anh Hạo, khi nào thì em có thể về? Tuệ Lâm, hôm nay anh muốn giới thiệu cho em một người đàn ông vô cùng hoàn hảo, nhưng mà em đợi một lát nữa nha, vì anh ta vẫn chưa đến. Anh Hạo à, anh đừng để bụng tới lời nói của mẹ em chứ. Tuệ Lâm, cô Vương đã gửi gắm em cho anh và gia đình, thì em yên tâm, anh nhất định sẽ dành cho em những thứ tốt nhất. Anh Hạo à, nhưng cuộc sống của em bây giờ đã rất tốt rồi. Anh biết, nhưng em cũng có tuổi rồi, cũng phải tính đến chuyện yêu đương đi chứ.
Hôm nay anh sẽ giới thiệu cho em một cực phẩm nhân gian. Anh à, nhưng em không hề có hứng thú với mấy chuyện này. Hai anh em đang ngồi nói chuyện với nhau thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Trong phòng quá ồn nên Tô Hạo đã đi ra ngoài để nghe điện thoại, để lại cho Tuệ Lâm ngồi một mình trong căn phòng. Nhân cơ hội đó, mấy công tử thiếu gia nhao nhao và làm quen bắt chuyện với cô. Tuệ Lâm, có muốn ăn nho không? Để anh bóc nho cho em ăn nha. Trên bàn bày không ít trái cây, còn có các loại bánh kẹo nhập khẩu, bánh ngọt, nhưng chỉ có quả nho là cô liếc nhìn vài lần. Thấy vậy, một vị công tử đã nhanh chóng đón ý của cô. Có, thiếu nữ xinh đẹp kiên nhẫn phun ra một chữ. Không để cô phải động tay, anh ta đã cẩn thận lột vỏ quả nho rồi đưa đến bên môi cô. Một người lười biếng há miệng ăn, một người lại vui vẻ vô cùng, dường như chẳng thèm để ý tới tiếng ồn xung quanh. Tuệ Lâm ăn rất vui vẻ, sự nhàm chán trong lòng cũng đã bớt, cho đến khi cánh cửa nặng nề bị người từ bên ngoài mở ra. Trong phòng đang ấm áp, liền bị một hơi lạnh từ bên ngoài xông vào. Tuệ Lâm theo phản xạ dùng mình một cái. Tô Hạo bước vào với một vẻ mặt không thể nào hớn hở hơn. Đi cùng với anh là một người đàn ông mặc một bộ tây trang âm lãnh. Trên quần áo không hề có một nếp nhăn dư thừa. Dáng người rất thanh cao, lưng thẳng tắp, đầu tóc cũng không có một chút cầu thả. Toàn nhìn vừa nghiêm túc lại vừa cao cao, tự đại. Cao ngạo, khó gần, cơ thể mang theo hơi lạnh mà chỉ cần đứng một chỗ cũng làm cho bầu không khí náo nhiệt này bay sạch. Mọi ánh mắt trong căn phòng lúc này đều đổ dồn vào anh ta. Người đàn ông lạnh lùng liếc nhìn qua căn phòng một lượt, ánh mắt sắc lạnh ngừng lại trên cô gái đang được một nam nhân bóc vỏ nho cho ăn vài giây rồi lại quay sang chỗ khác, hai mày vô thức nhăn lại. Mọi người, xin giới thiệu với mọi người, nhân vật trong truyền thuyết của chúng ta đã quay trở về, và lần này anh ta sẽ ở lại trong nước luôn, Hứa Hàn Thuyên. Tiếng vỗ tay nổ vang khắp cả căn phòng, pháo hoa được bắn ra tung tóe lên người đàn ông vừa mới bước vào, nhưng anh ta chẳng hề tỏ ra một chút thiện cảm, gương mặt lạnh lùng, phủi phủi mấy mảnh giấy đủ màu sắc vừa được bắn ra khỏi vải áo, cất giọng âm lãnh. Cảm ơn mọi người. Hàn Thuyên, sao giờ mới đến? Chậm nửa tiếng. Giọng nói của người đàn ông rất cuốn hút, giống như bá chủ bóng đêm vậy. Máy bay hạ cánh hơi muộn. Hàn Thuyên, giới thiệu với cậu, đây là em họ của tôi, người mà tôi đã nói chuyện với cậu rất nhiều lần qua điện thoại đó. Tuệ Lâm, giới thiệu với em, đây là bạn thân nhất của anh từ hồi còn bé, Hứa Hàn Thuyên, hai người chào hỏi nhau đi. Chào anh. Tuệ Lâm cất giọng lãnh đạm, giống như mọi chuyện chẳng có liên quan gì tới cô. Sau đó cô lại cảm nhận được ánh mắt không mấy thân thiện của người kia đang hướng về phía mình. Giây tiếp theo. Tô Hạo, cậu như thế nào mà lại định giới thiệu cho tôi loại phụ nữ như thế này? Tô Hạo sững người trước câu hỏi đó của anh. Tuệ Lâm cũng đưa ánh mắt sắc lẹm lườm anh ta một cái. Gương mặt đang xinh đẹp bỗng chốc có chút sát khí nổi lên bừng bừng. Người đàn ông cao lớn cùng với Tô Hạo đi ra ngoài, nhưng không khí ở trong phòng cũng không náo nhiệt được như trước nữa. Một số cô gái đứng bên cạnh cô bắt đầu xúm xít bàn tán. Uầy, anh Hàn Thuyên đẹp trai quá. Ôi, tổng tài trong mộng của tôi cuối cùng cũng về nước rồi. Ồp bà Hàn Thuyên khí chất ngất trời, đúng là cực phẩm nhân gian. Đây đều là các tiểu thư đài các của các danh gia vọng tộc, tập đoàn khủng trong cả nước. Ai ai nhìn thấy Hàn Thuyên cũng mắt mũi đắm đuối. Nhìn biểu cảm của họ mà Tuệ Lâm không khỏi nhếch môi cười đều. Giới thiệu cho tôi loại phụ nữ như thế này, hắn ta là cái quái gì mà có thể đánh giá cô là loại phụ nữ như thế nào? Nhưng xét một cách khách quan thì quả thật Hứa Hàn Thuyên thực sự rất đẹp trai, khí chất, thân thế thì không thể nào xem thường. Trong đám người đang ngồi ở đây có nhấc bừa lên cũng được một công tử hay tiểu thư của một gia đình giàu có tầm cỡ, nhưng anh ta lại là người đứng ở đỉnh cao của tiền bạc và quyền lực, thân thế không phải tầm thường. Cứ nghĩ anh họ Tô Hạo của cô đã là cực phẩm nhân gian, độc nhất vô nhị, ai dè lại xuất hiện thêm một Hứa Hàn Thuyên xuất chúng như vậy. Cô gái ngồi ở bên cạnh Tuệ Lâm bất ngờ quay sang nói chuyện với cô. Tuệ Lâm, anh họ của cậu là bạn thân của Hàn Thuyên, liệu có thể giúp mình xin WeChat của anh ấy không?
Tôi nữa, Tuệ Lâm, cô giúp chúng tôi xin WeChat của anh Hàn Thuyên đi. Chỉ cần có WeChat của anh ấy, cô muốn gì chúng tôi cũng có thể đáp ứng. Một đám các cô tiểu thư nhao nhao xúm lại phía Tuệ Lâm. Cô không biết nói gì, chỉ cười trừ nhạt nhẽo. Không biết anh Hàn Thuyên đã có người yêu chưa nhỉ? Không biết mình còn có cơ hội với anh ấy không? Một tiểu thư xinh đẹp lên tiếng. Có cơ hội rất lớn, cậu cố lên nha. Tuệ Lâm nhếch môi, nói một cách giả dối. Cô gái kia lập tức ngại ngùng, hai má đỏ ửng. Tuệ Lâm, ha ha, cơ hội cái rắm. Lúc trước anh Tô Hạo đã nói qua với cô, Lưu Hàn Thuyên là một kẻ từ nhỏ đến lớn chỉ biết có học hành và công việc, cực kỳ ghét con gái. Đối với anh ta, phụ nữ là thứ rắc rối nhất trên đời này. Nhưng Tô Hạo lại thấy thế cũng tốt. Nếu có thể làm mai thành công cho Hàn Thuyên và Tuệ Lâm thành một cặp thì sau này Tuệ Lâm sẽ một bước lên mây, trở thành bà hoàng mà ai ai cũng ngưỡng mộ. Hơn nữa, với tính cách của Hàn Thuyên thì cũng không sợ em gái mình một ngày phải rơi vào cái cảnh đi vác xác đi đánh ghen. Anh quả thật thấy rất yên tâm về Hàn Thuyên. Yên tâm cái xít, anh họ của mình cũng là trong đầu chưa cái gì không biết. Tuệ Lâm đứng lên, hai cánh tay vòng vào với nhau, nói muốn ra ngoài hóng gió. Tuệ Lâm, đi đâu thế? Mau tới đây hát đi. Tuy rằng Tô Hạo không có ở đây, nhưng vẫn có người chú ý tới cô. Người vừa kêu cô lớn lên mập mạp giống như một cục bánh bao, vậy mà cố tình gọi tên là Minh Còi. Chính vì lý do này mà Tuệ Lâm nhớ kỹ cái tên của hắn. Cô không xoay người, chỉ vẫy vẫy tay. Mọi người hát đi, tôi đi ra ngoài một lát, không cần phải để ý. Cánh cửa một lần nữa mở ra rồi lại đóng lại. Minh Còi nhìn người mỹ nữ giống như ngọn lửa bước ra ngoài, làn váy đong đưa, phảng phất mùi nước hoa ngọt ngào như còn ở trước mặt, khiến hắn cảm thấy thân thể có chút khô nóng. Không thể nói cô rất tuyệt, nếu hắn có một người phụ nữ giống như vậy, hắn cũng sẽ giúp cô lột vỏ nho. Minh Còi liền mau chóng dẹp cái suy nghĩ này sang một bên. Dù gì, với gia thế và thân hình của mình thì hắn không thể nào cạnh tranh được với những đối thủ nặng ký kia. Vài giây sau, Minh Còi tự điều chỉnh lại tâm tư, trên gương mặt không nhìn ra được điều gì nữa. Anh em, tiếp tục cát thôi nào. Ngoài trời, gió thổi lộng người, nhiệt độ trong phòng so với bên ngoài quả thật quá chênh lệch. Đang ở trong phòng điều hòa ấm áp, ra ngoài hành lang lạnh lẽo này khiến cho Tuệ Lâm có chút sốc nhiệt. Nhưng cô cũng lười, không muốn quay lại để lấy áo khoác. Cô lấy tay ôm chặt hai bả vai của mình, cố gắng đi lại làm cho cơ thể ấm lên. Từ lúc nghe cái tên Hàn Thuyên kia nói cô là loại người như thế này, cô tự nhiên cảm thấy rất bực dọc, cứ muốn đánh cho anh ta một trận, khó chịu không thể nào mà tả nổi. Bỗng Tuệ Lâm nghe được tiếng nói to nhỏ của hai người đàn ông. Cô quay người lại thì nhìn thấy Hàn Thuyên và Tô Hạo cũng đang đứng nói chuyện ngoài ban công với nhau. Tuệ Lâm liền rón rén đi vào góc tường lắng nghe cuộc đối thoại của hai người. Cô vốn không phải là loại người thích quan tâm vào chuyện của người khác, nhưng vừa rồi rõ ràng là cô nghe thấy tên của mình xuất hiện trong cuộc nói chuyện kia. Họ đang bàn tán về cô sao? Tên khốn nạn kia lại muốn nói xấu về mình cái gì nữa đây không biết nữa. Tuệ Lâm, 20 tuổi, bố là Vương Thanh Hải, chủ một tập đoàn sắt thép. Bà Vương là em gái ruột của mẹ cậu. Cô ta là con gái út ở trong nhà, ngoài ra còn có ba người anh trai nữa. Âm thanh của người đàn ông nặng nề nói khái quát tình hình gia đình Tuệ Lâm. Khuôn mặt tuấn tú không một biểu cảm dư thừa, nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy anh đối với người trong câu nói kia có biết bao nhiêu là khinh thường. Tô Hạo ngẩn người, bất đắc dĩ cười. Hàn Thuyên, cậu còn điều tra về Tuệ Lâm hay sao? Tôi làm việc gì cũng cần biết các thông tin liên quan đến nó. Thông tin càng chi tiết càng cụ thể càng tốt. Hơn nữa, ngày nào cậu cũng gieo tên cô ta ở trong điện thoại khi nói chuyện với tôi, nên tôi lại càng phải chú ý hơn. Cô ta không xứng với tôi, cho dù là xuất thân hay năng lực cá nhân. Hàn Thuyên nói ngắn gọn từng câu từng chữ. Tô Hạo đứng ở bên cạnh nghe mà ngẩn người. Anh biết người bạn này của mình tính tình hơi kỳ quái. Đối với phụ nữ chỉ có 4 chữ: phiền phức rắc rối. Nhưng quả thật anh không thể tưởng tượng ra tình huống trước mặt mình. Tô Hạo bật cười. Hàn Thuyên,
Cậu làm gì mà nghiêm túc vậy? Em gái tôi, Tuệ Lâm quả thật là một cô bé rất đáng yêu. Cậu không thể mang chuyện tình cảm ra đong đếm bằng những thứ đó được. Gia đình chúng ta cũng đâu có thiếu thốn gì. Chẳng lẽ lại phải trông cậy vào tài sản của một cô gái hay sao? Nói về năng lực cá nhân, Tuệ Lâm còn nhỏ, chưa biểu hiện được rõ. Nhưng cậu cũng đừng nghĩ cô ấy là loại con gái như vậy. Tuệ Lâm là sinh viên Đại học Thanh Hoa đó. Đại học Thanh Hoa? Lưu Hàn Thuyên có chút ngoài ý muốn. Đại học Thanh Hoa là trường đại học tốt nhất trong cả nước. Thế nhưng đặt vào tầm mắt của Lưu Hàn Thuyên thì cũng không ra gì cả. Anh chính là tốt nghiệp từ Đại học Harvard mà ra. Chỉ là anh không nghĩ tới một cô gái ăn mặc sexy, mang chỉ số IQ không cao kia lại có thể học Đại học Thanh Hoa. Điểm đầu vào của Đại học Thanh Hoa bây giờ thấp thế sao? Học ngành gì? Lưu Hàn Thuyên hỏi một câu. Mỹ thuật. Nghe được đáp án, Lưu Hàn Thuyên phát ra âm thanh giống như đã hiểu. Dùng tiền vào sao? Không phải Đại học Thanh Hoa lấy điểm thấp, mà là nhét tiền vào thôi. Nghe những lời nói xấu của bạn về em họ của mình, Tô Hạo không khỏi lắc đầu, ngán ngẩm nhưng cũng thấy vô cùng thú vị. Hàn Thuyên à, tôi không hiểu sao cậu lại cứ có ác cảm với con bé như vậy, nhưng nói thật là nó rất đáng yêu. Hàn Thuyên chơi với Tô Hạo từ nhỏ. Cậu ta cũng là người giỏi giang, làm việc rất chắc chắn. Không biết lần này sao lại như vậy. Gần đây khi biết Hàn Thuyên đã nhận bằng và về nước ở Hàn, thì lần nào hai người nói chuyện với nhau, Tô Hạo cũng sẽ làm mối cho anh. Em gái họ của mình vô cùng xinh đẹp và dễ thương. Tô Hạo đã kể rất nhiều về cô, khiến cho anh không khỏi tò mò mà cho người đi điều tra về cô gái này. Nhưng khi vừa bước vào phòng, nhìn thấy hình ảnh người con gái ăn mặc sexy, xung quanh là một đám nam nhân đang cung phụng, bóc nho, mời nước cho cô, còn cô thì ngồi một cách phong trần như kiểu hưởng thụ, đó quả là một ấn tượng vô cùng không tốt ở trong mắt anh. Tô Hạo, người yêu của tôi phải là một cô gái có gia cảnh tốt đẹp, ưu nhã, đoan trang, thuần thục, nết na, tư thông kim cổ, như vậy mới có thể chung chủ đề yêu thích, cũng không cần lo lắng cô ấy có ý đồ xấu, sau này kết hôn, cuộc sống như vậy mới có thể ổn định. Còn em gái của cậu, nhìn như đứa hư hỏng, ăn mặc thì hở hang, lại có vẻ thích quyến rũ đàn ông, sống như loại con gái đào mỏ, quả thật rất là nguy hiểm. Tô Hạo ngỡ ngàng, không hiểu sao Hàn Thuyên lại có thể đánh giá chủ quan em gái mình như vậy được, chỉ vì cảnh đám công tử bột kia bám lấy chiều chuộng cô ấy lúc nãy sao? Hàn Thuyên, có lẽ có điều gì đó nhầm lẫn ở đây chăng? Tuệ Lâm đứng ở góc tường, thở dài một hơi. Dường như cô muốn đem cỗ buồn bực này xóa tan, sau đó xinh đẹp mở cửa bước ra ngoài, vừa đi vừa lắc lư thân mình, giọng nói trong trẻo. Anh Tô Hạo, vừa ngọt ngào vừa quyến rũ, ngữ điệu uyển chuyển, cảm giác như cho thêm 3 cân đường hóa học. Có chút buồn bực khi nãy giờ đã biến thành hỏa khí. Hai người đàn ông đang nói chuyện bỗng dừng lại. Bọn họ đều không nghĩ tới Tuệ Lâm sẽ đến chỗ này. Lưu Hàn Thuyên khẽ nhếch cằm, bày ra bộ dáng cao cao tại thượng. Còn ở bên kia, Tô Hạo đã sống hoảng sợ. Tuệ Lâm, em tới từ lúc nào? Tuệ Lâm ôm lấy cánh tay của Tô Hạo, giọng nói mềm mại. Anh Hạo à, mình về được chưa anh? Em cảm thấy không được khỏe. Tô Hạo rất hiểu tính cách của em gái mình. Lúc vui vẻ cô sẽ cười to, khổ sở sẽ khóc lớn. Nếu thực sự có nghe được chuyện gì vừa mới xảy ra thì có lẽ cô sẽ trực tiếp nổi giận. Nhưng nhìn cô bây giờ hẳn là vẫn chưa nghe thấy gì. Tuệ Lâm, anh và Hàn Thuyên lâu rồi mới gặp lại nhau như thế này, nên có hơi nhiều chuyện để nói với nhau. Em đợi anh một lát rồi anh đưa em về. Vâng. Tô Hạo quay ra, nói vài câu gì đó với Hàn Thuyên, rồi quay lại với Tuệ Lâm. Chúng ta về thôi, cũng muộn rồi. Đi thôi anh. Tuệ Lâm ôm lấy cánh tay của Tô Hạo, rất thân thiết. Anh Hạo, em nhìn trúng một chiếc vòng nạm ngọc rất là đẹp, mai anh đưa em đi mua nha. Tuệ Lâm giọng nũng nịu với anh, cố ý nói to như để cho Hàn Thuyên nghe được. Được rồi, mai hãy anh em mình đi xem. Cô quay lại nhìn Hàn Thuyên, ánh mắt coi thường, đôi môi nhếch lên vẻ khiêu khích. Nói cô chính là kẻ đào mỏ sao? Vậy thì để cô đáp ứng mong muốn của anh. Tuệ Lâm, sao hôm qua cậu lại bỏ về thế?
Bạn của anh họ cậu rất khó gần nha, hoàn toàn không có cơ hội xin WeChat, không biết sau này còn gặp lại không, cậu giúp mình xin WeChat của anh ấy đi. Tôi cảm giác anh ấy thực sự rất cao quý, giống như thần tiên, chỉ cần cúi đầu, liếc mắt cũng như đang nhìn chúng sinh vậy. Tuệ Lâm lúc này đang đánh răng ở trong phòng tắm, cô đang bật chế độ loa ngoài để nói chuyện với người bạn của mình. Cái gì mà thần tiên cao cao tại thượng chứ, một tên khốn tự cao tự đắc thì có. Nghĩ đến những lời hôm qua anh ta nói xấu mình, Tuệ Lâm lại tức sôi máu, cô nhột toẹt đám bọt của kem đánh răng xuống bồn cầu, cáu giận, coi trước bồn cầu rửa mặt chính là cái mặt thối thay của tên Hàn Thuyên kia. Tuệ Lâm, cậu có để ý đến bờ vai vạm vỡ của anh ấy không? Chắc chắn sẽ là một chỗ dựa rất vững chắc, rồi còn vòng tay của anh ấy nữa, chắc chắn sẽ rất ấm áp. Bộ ngực rắn chắc kia mà được ngả đầu vào thì đúng là tuyệt cảnh nhân gian mà. Ước gì được một lần nằm trong vòng tay ấy. Người bạn kia của Tuệ Lâm nói luyên thuyên bất diệt, có vẻ cô ấy đã chết trong biển tình với Hàn Thuyên rồi. Tuệ Lâm, sao cậu không nói gì? Mình đang bận đánh răng, khi nào rảnh mình nói chuyện với nhau sau nhé. Sau khi tắt điện thoại, Tuệ Lâm nhìn vào gương mặt vỗ vỗ mấy cái. Cô vừa mới dùng qua mấy loại mỹ phẩm dưỡng da cao cấp, nên khuôn mặt bây giờ giống như trứng gà bóc vậy, nở một nụ cười xinh đẹp, quyến rũ, khẽ thì thầm. Thần tiên dáng thế ư? Thần tiên thì mình cũng xử đẹp được thôi, dám coi thường bụng cô nương đây à? Hãy đợi đấy, thần tiên à. Mới về nước, nên công việc cần xử lý còn rất nhiều. Chị gái và anh rể đều đi nước ngoài du lịch, lại trực tiếp đưa cháu trai đến chỗ anh ở. Tối qua uống hơi nhiều nên bây giờ anh có chút đau đầu. Lưu Hàn Thuyên xoa xoa hai bên thái dương, đứng dậy để cánh cửa bước ra ngoài. Anh không muốn ở phòng khách xem mấy bộ phim hoạt hình ấu trĩ này. Phía cầu thang vang lên âm thanh giày cao gót vui vẻ trên nền đất. Nhà anh không thể nào xuất hiện loại âm thanh như thế này. Hàn Thuyên ngẩng đầu, lọt vào mắt anh là đôi giày cao gót đính những viên kim cương màu đỏ chót, sau đó là vạt váy tung bay, chân dài, eo thon. Người này mang theo gương mặt quyến rũ, chính là cô ta. Hàn Thuyên đang cầm cốc nước trong tay, nhìn thấy cô gái trước mặt mà suýt sặc. Cô nở một nụ cười rạng rỡ chào anh. Cô ấy muốn hành anh một trận ra trò. Trực giác của Hàn Thuyên vẫn luôn chính xác, cũng dựa vào trực giác này đã giúp anh lẩn tránh được biết bao nhiêu mối nguy hiểm ở trên thương trường. Vậy nên, khi có người xuất hiện ở trong nhà, Hàn Thuyên từ ánh mắt của đối phương cũng có thể đoán ra dã tâm hừng hực ở trong mắt cô. Lưu Hàn Thuyên, xin chào anh. Không ngờ nhanh như vậy lại gặp anh rồi. Tuệ Lâm đứng ở trên cầu thang, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông mang vẻ phong trần, mệt mỏi nhưng rất ưu nhã, không một chút cầu thả. Cô nâng bàn tay lên che miệng, làm như chuyện vừa gặp anh rất là bất ngờ. Trên thực tế thì không bất ngờ chút nào. Cho đến bây giờ, Tô Hạo là người đàn ông mà cô kính nể nhất, vừa có tài vừa có gia cảnh không tầm thường. Nhưng Hàn Thuyên đúng là hơn anh họ của cô cả một cấp bậc rồi. Đương nhiên chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô, chỉ là trong lòng muốn phỉ nhổ một chút tên đàn ông dám coi thường cô này. Trong đầu liền tính toán ra làm sao có thể hành anh ta lên bờ xuống ruộng. Lưu Hàn Thuyên sau vài giây đầu nhìn thấy Tuệ Lâm, bèn nhăn mày một cái, nhưng cũng mau chóng bình tĩnh trở lại, cất tiếng gọi lớn. Tô Hạo! Anh trực tiếp gọi một cái tên, ánh mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Tô Hạo. Trong suy nghĩ của Hàn Thuyên, cô gái này có thể xuất hiện ở đây chỉ có thể do Tô Hạo đưa đến. Đã thế lại không nói cho anh câu nào, phải chấn chỉnh lại cậu ta mới được. Hàn Thuyên cất tiếng gọi một lần nữa, thì cậu cháu đang ngồi xem hoạt hình ngoái đầu ra. Cậu nhóc năm nay vừa vào tiểu học, trông vừa trắng lại vừa tròn, cực kỳ dễ thương như một chiếc bánh bao nhỏ. Cậu ơi, chú Tô Hạo không đến đây, cậu tìm chú ấy làm gì? Hàn Thuyên đôi môi mím chặt thành một đường, đưa ánh mắt đánh giá cô gái có nụ cười tươi như hoa đang đứng ở phía cầu thang. Nếu Tô Hạo không ở đây thì cô ta đến đây làm gì? Lưu tiên sinh, quên chưa giới thiệu với anh. Tuệ Lâm đưa tay vén những sợi tóc ở bên má ra phía sau rồi nói, tôi là gia sư của Vĩnh Kỳ tiên sinh. Vĩnh Kỳ tiên sinh? Hàn Thuyên cảm thấy cách gọi này thật là khó nghe. Đứng ở bên kia, đứa cháu trai nhanh chóng ngẩng đầu, vẻ kiêu ngạo, dùng ngón tay mập mạp chỉ vào mình.
Cháu, là cháu, cô Tuệ Lâm chính là gia sư riêng của cháu đó cậu. Lâu Hàn Thuyên cảm thấy chuyện này hết sức vớ vẩn, hít sâu vài hơi mới có thể bình tĩnh lại. Ai đưa cô đến đây? Quản gia. Được lắm, quản gia có thể đuổi việc được rồi. Có thể tuyển chọn một sinh viên chạy tiền vào đại học, quản gia như vậy giữ lại cũng không có ích gì. Tất nhiên, trước khi đuổi việc quản gia kia, Hàn Thuyên vẫn muốn cô gái này đi đã. Cô Lâm, rất tiếc, hôm nay có lẽ là buổi cuối cùng cô là gia sư của Vĩnh Kỳ. Cô đã bị đuổi việc rồi, tiền công thì tôi sẽ tính cho cô cả tháng. Anh ta nói một cách bá đạo, lạnh lùng. Đối với cô gái này, anh không hề có chút hào cảm. Bây giờ lại còn xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày của anh như thế này, chắc chắn sẽ chẳng có gì tốt đẹp. Ánh mắt của người đàn ông lạnh băng, thấy rõ sự mỉa mai ở trong đó, dường như đang chờ đợi cô gái trước mặt thẹn quá mà hóa giận. Nhưng cô cũng không tức giận, thậm chí còn cười tươi hơn, nhẹ nhàng bước chân xuống dưới bậc thang, giày cao gót khẽ nghiêng khiến cho cô giống như một nàng tiên cá, đang khiêu vũ, vừa yếu ớt lại vừa rung động lòng người, lại càng làm tôn thêm đôi chân dài trắng nõn. Tuệ Lâm xinh đẹp đứng trước mặt Hàn Thuyên, mang theo một mùi hương thoang thoảng, người đàn ông cũng không lùi bước. Cô nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đứng gần mới phát hiện ra là anh cao như thế nào, mặc dù cô đã mang giày 10 phân nhưng cũng chỉ đứng tới ngực của anh ta. Tuệ Lâm nói, được thôi, Lưu tiên sinh, thế nhưng anh có tin rằng sau này anh sẽ phải tự tìm tôi, mời tôi quay lại đây dạy học không? Đối diện phát ra một tiếng cười nhạt, người đàn ông này đang cười nhạo cô ta. Tuệ Lâm cũng không muốn tranh luận, cứ thế thực tế chứng minh đi. Cô quay đầu nhìn cậu nhóc mập mạp đang đứng ngây ngốc ở cầu thang. Vĩnh Kỳ à, cô rất tiếc, cậu của con đã đuổi việc cô rồi. Chắc cậu ấy đã tìm cho con được một gia sư tốt hơn cô. Sau này không có cô, con nhất định phải cố gắng học tập và ngoan ngoãn, nghe chưa? Tuệ Lâm nói xong mấy lời này, liền dẫm lên giày cao gót, đi thẳng. Từ phía sau, bỗng vang lên âm thanh trẻ con khóc lớn. Cậu thật xấu, tại sao lại đuổi việc cô Tuệ Lâm? Cậu mau trả lại cô Tuệ Lâm cho cháu đi. Vĩnh Kỳ giãy giụa khóc lóc ở giữa nhà, ai dỗ cũng không được. Đang đầu đầu sẵn, nay nghe tiếng khóc của thằng cháu, Hàn Thuyền càng thấy nhức óc. Nếu anh không phải là người có lý trí thì đã tét mông cậu nhóc này rồi. Càng ngày càng cảm thấy ghét cô gái phiền phức kia. Tuệ Lâm quả thật là ám tinh của cuộc đời anh mà. Cháu trai nhỏ khóc càng ngày càng lớn hơn, nhưng Hàn Tuyên cũng không nhượng bộ. Anh chắc chắn cô gái kia chẳng có gì tốt đẹp. Tiếng chuông điện thoại của Hàn Thuyên vang lên, là Tô Hạo gọi. Anh ta nhếch môi, bấm máy nhận cuộc gọi. Hàn Thuyên, không phải Tuệ Lâm đang làm gia sư rất tốt cho Vĩnh Kỳ sao? Cô ta nhờ cậu nói vậy sao? Cái này thì cậu không cần biết. Trường của em ấy đang yêu cầu sinh viên thực tập lấy kinh nghiệm thực tế. Tôi cũng suy nghĩ rồi, không bằng để cô ấy ở chỗ cậu, ít nhất cũng yên tâm hơn. Hàn Thuyên, cậu giúp tôi đi. Lúc này Hàn Thuyên thực sự muốn gặp Tô Hạo mà nói cho anh ta tỉnh ngộ. Nhưng Tô Hạo đã mở lời như vậy, là bạn chí cốt của nhau, chẳng lẽ chưa còn con như vậy, anh lại không giúp? Mà cô ta dưới sự giám sát của mình chắc chắn sẽ không gây ra chuyện gì lớn được. Và chắc chắn là cô ta sẽ không thể mê hoặc mình, mình ghét cô ta. Hay là nhân cơ hội này, mình sẽ lột bộ mặt xấu của cô ta ra để cho cả thế giới biết. Hàn Thuyên nghĩ thầm ở trong đầu, khóe môi nhếch lên vẻ mặt đầy khinh miệt. Được rồi, lần này là mình nể cậu đi nhé. Hàn Thuyên sau khi tính toán tốt đẹp, liền giao cho trợ lý thông báo với Tuệ Lâm. Nhưng Tuệ Lâm đúng là không ngại nhiều chuyện. Vừa mới tan họp, trợ lý liền ấp úng đi đến. Lâu tổng, có chuyện gì? Tôi đã nói với cô Lâm về chuyện tiếp tục làm gia sư rồi. Cô ấy nói sao? Gương mặt trợ lý lộ rõ biểu cảm không biết nói thế nào. Đồng ý, nhưng cô Lâm nói rằng mình không có xe, muốn ngài đến Đại học Thanh Hoa đón cô ấy. Vị trợ lý này cũng không biết cô Lâm kia là ai, nhưng dám đưa ra yêu cầu này với Lưu Tổng thì xứng đáng gọi là nữ cường nhân. Hơn nữa, hắn còn cảm thấy giữa hai người này có gì đó rất ám muội. Chính vì như vậy,
nên hắn cũng không dám tự đưa ra quyết định. Hắn phải trở về báo cáo với Lưu Hàn Thuyên. Lưu Hàn Thuyên: "Vớ vẩn." Đáp lại chỉ có một âm thanh lạnh lùng, ngắn ngủi. Anh cũng chưa nghĩ qua Tuệ Lâm lại muốn anh đến trường đón cô. Bọn họ thân thiết như vậy sao? "Bảo Lão Tam đến đón đi." Lão Tam là tài xế riêng của Lưu Hàn Thuyên, để cho hắn đi đón cũng là đã nể mặt Tô Hạo lắm rồi. Trợ lý bèn liên lạc với Tuệ Lâm. Lưu Hàn Thuyên tiếp tục làm việc bình thường, nhưng trong đầu chợt nghĩ đến cô gái không biết điều kia, một lần nữa gọi trợ lý vào. "Cô ấy nói thế nào?" Cô Lâm có vẻ hơi thất vọng, nhưng vẫn đồng ý tới. Cô còn nói rất thích Vĩnh Kỳ. Nghe đến câu nói cuối cùng kia, mí mắt của Hàn Thuyên giật giật hai cái, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hẹn với cô ấy đi, không cần Lão Tam đi nữa, ta làm tôi sẽ qua đó." Nhớ tới cậu nhóc suốt ngày la hét muốn gặp cô giáo Lâm kia, mấy ngày gần đây còn bỏ cơm, nhất định không chịu ăn nữa, Hàn Thuyên cảm thấy chính mình phải coi chừng. "Lưu tiên sinh, lại gặp nhau rồi. Lần trước tôi đã nói với anh sẽ phải tự mình đến tìm tôi mà." Hàn Thuyên hạ thấp cửa kính, mở cửa phía sau, nhìn cô gái nghiêng đầu cười đắc ý. "Cô kể chuyện này với Tô Hạo?" Giọng nói sặc mùi súng. "Lưu tiên sinh, anh cũng không phải là người chấp nhận quá nhỉ?" Tuệ Lâm không đợi Hàn Thuyên xuống xe, đã nhanh chóng mở cửa ghế phụ rồi chui vào trong, một cỗ sát khí bá đạo rất nhanh được ập đến. Cô chẳng buồn để ý đến cái giọng đầy mùi thuốc súng kia, lại còn hỏi ngược anh một câu. Hàn Thuyên nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, sau đó liền rời tầm mắt, đem kính xe hạ thấp chút nữa, không nói một lời nào mà lái đi. Đối với cô gái này, anh cũng không cần phải nói quá nhiều. Tuệ Lâm cũng không giận, phản ứng của anh đúng như cô dự định, tâm trạng bỗng trở nên vui vẻ mà ngân nga một bài hát. Chiếc xe này cô đã thích từ rất lâu rồi, thế nhưng đây là phiên bản giới hạn. Trên thế giới tổng cộng chỉ có 20 chiếc, trong nước không có quá 2 chiếc, mà giờ Hàn Thuyên lại sở hữu nó. Trên xe bỗng im lặng, Hàn Thuyên liếc nhìn sang ghế bên cạnh thì cô gái ấy đang giơ điện thoại chụp ảnh, càng nhìn càng thấy chẳng có ý tứ gì cả. Không biết tại sao, Tô Hạo lại cứ khen cô ta không hết lời, chắc là do cô là em họ của cậu. Cậu ấy không phải lúc nào cũng thích có anh chị em hay sao? Là con một trong nhà, nên lúc nào Tô Hạo cũng than phiền chán, chẳng có ai chơi cùng. Cậu ta rất thích có anh chị em, đặc biệt là một cô em gái nhỏ để cưng chiều. Hàn Thuyên cảm thấy bản thân suy nghĩ quá nhiều, liền quay lại tập trung lái xe. Sau đó, một bàn tay mềm mại đặt trên ngực anh, nhẹ nhàng vuốt ve. Mọi chuyện phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức đầu óc của Hàn Thuyên không kịp hoạt động. Bàn tay mềm mại, trắng nõn cho dù có cách khai lớp vải thì anh cũng cảm nhận được độ ấm của nó. Trên xe chỉ có hai người, anh cùng với Tuệ Lâm. Chiếc xe bất ngờ phanh gấp, tiếng bánh xe ma sát trên đường tạo ra một âm thanh thật chói tai. Vì đang là giờ cao điểm nên xe cộ đi lại rất đông đúc. Việc phanh gấp của anh đã khiến cho những xe phía sau cũng phải phanh gấp. Rất may mà không xảy ra va chạm. Mấy người đi phía sau mở cửa kính ngó đầu ra chửi: "Đi đứng kiểu gì thế hả? Từ có tiền là hay lắm sao?" Lúc này Hàn Thuyên cũng không có tâm trạng để mà đôi co với những người kia. Dù gì anh cũng là người sai. Anh tấp xe vào một chỗ vắng ở bên lề đường, ánh mắt tức giận nhìn cô gái bên cạnh, phẫn nộ, khiếp sợ. Hàn Thuyên từ trước tới giờ chưa từng nghĩ bản thân sẽ gặp phải chuyện như vậy. Từ trước tới nay anh vẫn rất ghét con gái, nên chưa có ai dám động vào người anh dù chỉ là một sợi tóc. Thế mà cô gái kia vừa nãy đã xăm sỡ anh sao? Mà Tuệ Lâm lại tỏ ra một bộ dạng như chẳng có việc gì, bàn tay vỗ vỗ ngực, ánh mắt chớp chớp, giọng nhẹ nhàng oán trách: "Anh đột nhiên phanh gấp như vậy làm gì chứ? Làm tôi sợ muốn chết." Âm thanh của cô rất cao, tùy tiện nói vài câu lại giống như đang ve vãn, làm nũng vậy. Hàn Thuyên xa sầm mặt mày. Ngày thường anh vốn ít cười nói nên khuôn mặt lúc tuấn tú nhưng lúc nào cũng khó gần, còn giờ phút này thì lại giống như một tảng băng trôi nghìn năm vậy. "Cô Lâm, cô còn dám hỏi tôi sao? Chính cô vừa rồi đã làm chuyện gì mà lại còn không biết?"
Bất kỳ ai đang lái xe tự nhiên lại bị một người khác sờ soạt thì cũng không thể nào mà bình tĩnh được, đặc biệt lại là người mình căm ghét. Vậy mà cô gái này lại cố tình hỏi anh. Nếu tôi nhớ không nhầm thì Tô Hạo nói cô Lâm là người rất tốt, nhưng hành động vừa rồi của cô thể hiện như cô là loại con gái không có lòng tự trọng. Hàn Thuyên không chừa cho Tuệ Lâm một giây, một phút nào, cứ thế thao thao bất tuyệt, đầy nghiến cô. Nếu như đối diện với một cô gái khác, chắc hẳn là cô ấy đã sớm bật khóc. Tuệ Lâm thản nhiên, nói tỉnh bơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh kích động quá rồi. Cô nâng móng tay mình lên, ngắm nghía. Thật ngại quá, giải thích với anh một chút. Tôi có một người bạn, muốn biết tấm thân vạm vỡ, rắn chắc của anh sờ vào sẽ có cảm giác như thế nào. Trong lúc nhất thời không suy nghĩ nên mới làm như vậy. Hàn Thuyên không biểu cảm gì. Bạn của cô? Bạn của cô hay chính bản thân cô muốn vậy? Là một cô gái, lần trước cũng có đến buổi tiệc tẩy trần của anh đó. Cô ấy có vẻ rất thích anh và sùng bái anh nữa. Tuệ Lâm nói dối không biết ngại. Vốn dĩ quan hệ giữa hai người không quá tốt, mà ở bên kia cô ấy cũng đã từng nói qua chuyện này. Nói không chừng cô ta mà biết còn đến cảm tạ cô vì đã kiểm tra hàng giúp anh ấy chứ. Tất nhiên Hàn Thuyên không hề có một chút ấn tượng gì với các cô gái trong buổi tiệc ở hôm đó. Hàn Thuyên, anh tức giận vậy sao? Tuệ Lâm còn bổ sung thêm một câu. Anh quả là một tấm thân vạm vỡ. Lời khen không giả dối, vì anh ta rất chăm tập thể thao, cơ bắp săn chắc, cơ bụng tám múi, không thua kém bất cứ một người mẫu chuyên nghiệp nào. Lúc này sắc mặt của Hàn Thuyên đã lạnh đi vài phần. Gương mặt siêu cấp đẹp trai cộng thêm với biểu cảm lạnh lùng này đã khiến cho Tuệ Lâm lập tức muốn mang anh ta ra để làm mẫu, vẽ nên một bức chân dung tuyệt tác có một không hai. Cô đưa lưỡi liếm môi, đầu lưỡi nhỏ xinh đỏ hồng khẽ lướt qua cánh môi, làm cho cả đôi môi thêm phần kiểu diễm ướt át. Nếu anh không thích thì vậy thì nó cũng bình thường thôi. Hàn Nguyên bất lực. Tuệ Lâm khen anh vạm vỡ, thân hình chuẩn mực, cũng tức giận. Nói anh bình thường thì cũng không được. Anh xem trên đời này có ai như anh chứ, thật là quá khó hầu hạ đi mà. Hàn Thuyên không thể hiểu nổi ai là người gây chuyện trước mà bây giờ lại đảo thành anh khó hầu hạ. Hai cánh môi mỏng mím chặt, hàm răng cũng cắn chặt, dường như anh đã thực sự bị chọc tức giận rồi. Lúc này, ánh mắt của anh từ trên cao nhìn xuống, Tuệ Lâm chợt nghĩ đến lời nói hôm trước của cô bạn mình, cảm thấy cũng không sai thật. Ánh mắt của anh ta giống như ánh mắt của thần tiên nhìn xuống nhân gian với vẻ chế giễu. Đám phàm nhân ngu xuẩn. Tuệ Lâm trong lòng nghĩ vậy, nhưng vẫn nở một nụ cười tươi như hoa, lộ rõ cả núm đồng tiền. Ánh mắt nhìn thẳng tắp về phía đôi mắt thâm thúy kia. Vậy thì cho tôi xin lỗi, nếu không anh cũng có thể sờ lại tôi đấy, có đi có lại, xem như không ai chiếm tiện nghi của ai. Tuệ Lâm vừa nói vừa nghiêng mình về phía người đàn ông kia, khoảng cách bỗng nhiên thu hẹp, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Cô gái mang theo hơi thở ướt át sát lại gần người đàn ông, khiến cho toàn bộ khoang xe phủ đầy mùi hương thơm của cô. Đôi mắt long lanh, cánh môi hồng nhuận. Tuệ Lâm thả lỏng cánh tay, hoàn toàn làm bộ dáng mau đến bên ta nào. Hàn Nguyên gương mặt lạnh lùng lúc này đã tức sôi máu, miệng phun ra ba chữ: cút xuống xe. Cô gái vẫn nở nụ cười tươi như hoa, mở cửa kiều hãnh bước xuống xe, trong lòng vô cùng hả dạ vì đã chọc tức được tên đàn ông đáng ghét này. Tạm biệt anh, đi về cẩn thận nha. Cô biết bản thân mình vừa rồi đã quá trớn, có khả năng làm cho đối phương chán ghét. Không, không phải là có khả năng nữa, mà là chắc chắn. Ha ha, dù sao cô cũng hạ được cơn tức giận bấy lâu nay ở trong lòng mình. Dám nói xấu bổn cô nương đấy sao, để bà cho nhà ngươi biết. Anh ta đã chán ghét cô thì cô còn có tỏ ra dịu dàng, nết na thì cũng sẽ như vậy thôi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh ta đã dám coi cô là loại con gái không ra gì rồi. Hơn nữa, cô không phải người có tính trước tính sau, chỉ lý từng tí một. Chỉ cần cô cảm thấy vui vẻ, anh ta quản được sao?
nhưng mà bộ ngực của anh ta quả thật rất rắn chắc và vạm vỡ, sờ vào đúng là sướng cái tay thật. Tuệ Lâm vừa đi vừa ngân nga vài ba câu hát, hôm nay đúng là một ngày vui, la la la. Trong xe, Hàn Thuyền lúc này đang nổi giận đùng đùng, cầm điện thoại lên, ấn số gọi cho Tô Hạo, muốn đem hết mọi chuyện vừa xảy ra, trút giận lên người bạn. Bên kia cũng rất nhanh đã bắt máy. Hàn Thuyền, giọng mang theo chút nghi hoặc, không nghĩ đến người bạn tốt này sẽ gọi điện cho hắn. Có việc gì vậy? Cậu, lời muốn nói đã đến bên môi nhưng cuối cùng lại thành, ăn cơm chưa? Hàn Thuyền, ý cậu là cơm tối sao? Nhưng mới hơn 4 giờ chiều mà, vẫn còn sớm. Hàn Thuyền, không biết nói gì thêm, vừa rồi tức giận quá, anh không kiềm chế được cảm xúc, nhưng đến khi định mở miệng lại không thể thốt ra được. Chắc gì Tô Hạo đã tin những lời anh nói, vì có ấn tượng không tốt với Tuệ Lâm mà nói như vậy. Buổi tối qua nhà tôi ăn cơm. Cuối cùng thì Hàn Thuyền chỉ có thể nói ra một câu như thế. Tắt điện thoại, cả người anh đều nằm la liệt ở trên xe, chợt nghĩ đến cô gái kia mà rùng mình. Đúng là trướng tai, gai mắt, gian trá, đê tiện. Cánh môi mỏng phun ra mấy chữ, lông mày rậm khẽ nhếch lên. Từ trước đến nay, anh chưa từng gặp cô gái nào lại có nhiều tật xấu như vậy. Chỉ cần nghĩ đến cô ta lại tức giận. Trong khoang xe vẫn ngập tràn mùi hương của cô, mãi không tiêu tan. Cho xe, đến đón tôi ở đường Nhật Hạ. Khi nhận được điện thoại, trợ lý cảm thấy thật khó hiểu. Rõ ràng lúc nãy Lưu Tổng đã tự mình lái xe, mà giờ này lại gọi người tới đó là sao? Hỏng xe. Dù sao hắn cũng được trả lương cao, thôi thì nói ít làm nhiều, lập tức vâng dạ rồi sắp xếp đến chỗ Hàn Thuyền. Đổi qua xe khác, không còn mùi hương của cô gái kia nữa, dường như tâm trạng cũng tốt hơn một chút. Trợ lý của Hàn Thuyền thấy sắc mặt của anh hôm nay rất tệ, trông càng nghiêm nghị và lạnh lùng, nhưng có thế nào càng nhìn vẫn càng thấy Lưu Tổng đẹp trai. Chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Lưu tiên sinh, anh về rồi sao? Cô gái đang cầm cốc nước ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa, bên cạnh còn có cháu trai của anh, nở nụ cười rạng rỡ. Cô mặc quần jean, áo sơ mi trắng, nhìn rất hiền lành và thục nữ. Hàn Nguyên chân bước đến bên cửa liền dừng lại. Gặp quỷ sao? Tại sao cô ta lại xuất hiện trong nhà anh nữa rồi? Tuệ Lâm ngay từ đầu là cùng anh đến đây, nhưng sau những chuyện xấu hổ xảy ra ở trên xe, anh không dám nghĩ tới cô sẽ đến nữa. Cô ở đây làm gì? Lại còn về trước anh nữa chứ? Gương mặt người đàn ông cũng không có quá nhiều biến hóa, nhưng Tuệ Lâm biết anh đang rất kinh sợ. Điệu bộ của anh lúc này thật là buồn cười, nhưng cô vẫn cố nhịn. Trong lòng, bề ngoài thì tỏ ra điềm đạm và thanh cao. Đường tắc nên cô đi tàu điện ngầm tất nhiên là nhanh hơn rồi. Người đàn ông kia lúc nãy để lại cô ở gần ga tàu điện ngầm. Tuệ Lâm không những đến trước anh mà còn đã dạy được cho Vĩnh Kỳ hơn một nửa buổi học rồi. Hiện tại đang là giờ nghỉ giải lao. Cô gái đang ngồi trong nhà anh kia, bây giờ lại bày ra bộ mặt như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Da mặt cô ta thật là dày. Đúng vậy, nếu da mặt không dày thì làm sao giữa thanh thiên bạch nhật dám chủ động sờ soạn mình chứ? Theo lẽ thì sau khi về nhà, Hàn Thuyền sẽ đi xử lý nốt công việc. Nhưng bây giờ, có sự tồn tại của cô gái này, anh cũng không thể làm gì được nữa. Đôi mắt nhìn cô chằm chằm, giống như muốn xuyên qua lớp da để nhìn thấy nội tâm dơ bẩn ở phía trong vậy. Lâu tiên sinh, sao hôm nay anh cứ nhìn tôi mãi vậy? Cô gái đang giảng bài cho Vĩnh Kỳ, bỗng ngẩng đầu, dùng tay vén lại mái tóc, giống như chú thỏ đang lo sợ nhìn anh. Bởi vì cô Lâm rất là xinh đẹp. Vĩnh Kỳ đang học bài, cũng nhanh nhảu đáp lại một câu hóng chuyện. Sau khi dành tặng Tuệ Lâm một lời khen, cậu nhóc rất có nề nếp, nhìn sang Lưu Hàn Thuyền. Cậu à, mặc dù cô Lâm xinh đẹp, nhưng cậu cũng không thể nhìn chằm chằm con gái nhà người ta như thế được. Mẹ con đã nói rồi, cô gái nhỏ rất dễ thẹn thùng, cậu làm như vậy không được đâu. Hàn Thuyền ngồi bên ngoài bất lực. Anh như vậy mà lại bị một đứa cháu trai mới lên cấp tiểu học dạy đời. Cái gì mà thẹn thùng? Hàn Thuyền một lần nữa quét ánh mắt sắc lạnh qua người cô gái kia, làn da trắng sứ.
gương mặt hơi ửng hồng, thoạt nhìn đúng là ra cái vẻ dáng ngại ngùng xấu hổ, Hàn Thuyền thu hồi ánh mắt. Vậy mẹ con có từng nói, nếu lần tới con thi không tốt, sẽ đưa con đi châu Phi cho ở với thú rừng không? Nghe đến đây, vẻ mặt cậu bé bỗng hoảng hốt, cậu thực sự không muốn đi châu Phi tẹo nào, khuôn mặt lại ỉu xìu, quay đầu cắm cúi vào tập viết. Tuệ Lâm nhìn bộ dạng dễ thương của Vĩnh Kỳ, không khỏi thích thú đưa tay xoa đầu cậu nhóc. Hàn Thuyền cảm thấy bản thân mình đứng ở đây cứ như bị khinh bỉ vậy. Bỗng giọng nói kịch cỡm của cô vang lên. Lưu tiên sinh, anh Tô Hạo nói tối nay anh có mời anh ấy tới ăn cơm nên đã bảo tôi ở lại cùng ăn rồi. Anh ấy đưa tôi về, không biết có tiện hay không? À, chú Tô Hạo hôm nay đến chơi. Nghe đến hai chữ Tô Hạo, khuôn mặt của Vĩnh Kỳ bỗng tươi tỉnh hẳn lên, như hoa héo được uống no nước bùng nở vậy. Đúng rồi, lát nữa chú Tô Hạo sẽ đến, hôm nay đích thân cậu Hàn Thuyên của con mời chú ấy đến ăn cơm đó. Tuệ Lâm quay sang nhìn phía Hàn Thuyên, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Đôi mắt ấy tỏ vẻ nhu thuận, năn nỉ, nũng nịu, mong anh đồng ý với lời đề nghị của mình. Thôi được rồi, cứ vậy đi, Hàn Thuyên bất lực trả lời. Vĩnh Kỳ reo lên. À, vui quá, thế là tối nay có cả cô Lâm và chú Tô Hạo cùng ăn cơm rồi. 7 giờ tối, chiếc xe Maybach của Tô Hạo đỗ ở trước cửa lớn của Lưu gia. Anh bước vào, mang theo một hộp đồ chơi rất lớn, là mô hình ô tô Lamborghini phiên bản giới hạn. À, chú Tô Hạo đến rồi. Vĩnh Kỳ chạy ra ôm chầm lấy Tô Hạo. Vĩnh Kỳ à, chú có mua quà cho con này. Vĩnh Kỳ sung sướng, cầm hộp đồ chơi to gần bằng người cậu nhóc, cười tít mắt rồi hôn chuột vào má Tô Hạo một cái. Hàn Thuyên thấy cảnh đó cũng có chút ghen tị. Tô Hạo à, không biết tôi mới là cậu ruột của nó hay là cậu nữa. Tô Hạo nghe vậy, nở nụ cười tươi. Hàn Thuyên à, ai bảo cậu thường ngày lúc nào cũng tỏ ra cái vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm khắc làm gì chứ? Bữa tối nhanh chóng đã được dọn ra, chỉ có 3 người lớn và một trẻ con, mà trên bàn ăn bày không biết bao nhiêu là sơn hào, hải vị, nguyên một bàn lớn trịnh trọng. Vĩnh Kỳ thường ngày rất biếng ăn, thế mà hôm nay lại chủ động ăn ngon lành, để sớm xong còn ra chơi đồ chơi mà chú Tô Hạo vừa mới mua cho. Bàn ăn bây giờ chỉ còn lại 3 người. Tuệ Lâm à, công việc học tập của em dạo này tốt chứ? Rất ổn, anh họ. Tuệ Lâm và Tô Hạo nói chuyện với nhau rất ăn ý. Tô Hạo vốn là con một nên đối với đứa em gái nhỏ này, anh rất cưng chiều, coi cô như em ruột của mình vậy. Từ ngày cô chuyển lên thủ đô, ở nhà anh để học đại học, anh vui lắm vì ở nhà có thêm người, thêm tiếng cười vui vẻ. Hàn Thuyên một mình ở phía bên kia bàn ăn, chỉ biết ngồi ăn như bị tách ra khỏi thế giới của bọn họ. Đột nhiên, đang nhai thức ăn thì miệng của anh khựng lại, mí mắt nâng lên, đôi con người đen nháy bỗng nổi một trận cuồng phong. Dưới gầm có một bàn chân nhỏ nhắn chạm nhẹ vào chân anh, đưa đi đưa lại nhẹ nhàng, nhưng lại cảm giác hết sức kích thích. Từng ngón chân mềm mại chậm rãi men theo ống quần hướng lên trên. Cô ta lại đang làm cái chuyện động trời gì thế này, lại còn ngay trước mặt của Tô Hạo nữa chứ, quá to gan. Cô gái có khuôn mặt kiều mị ngồi ở phía đối diện vẫn đang vui cười nói chuyện với anh mình, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra ở dưới gầm bàn kia, mặc dù chân cô vẫn tiếp tục làm những động tác khiêu khích Hàn Thuyên. Trong lòng Tuệ Lâm đang cảm thấy vô cùng thích thú, thoáng qua cũng có thể cảm nhận được hơi thở như muốn giết người của nam nhân ngồi đối diện kia. Ha ha. Á, Tuệ Lâm không nhịn được kêu lên. Tuệ Lâm, em làm sao vậy? Tô Hạo hoảng hốt quay sang nhìn em gái. Không, không có việc gì, em không cẩn thận nên cắn phải lưỡi. Một bên tức giận liếc mắt nhìn người đàn ông phía đối diện, hậm hực cho chân lại vào giày cao gót. Cô không nghĩ tới đối phương sẽ dùng cái dĩa để cắm vào chân mình, đúng là đồ độc ác. Hàn Thuyên gương mặt không có một chút biểu tình dư thừa, đem cái dĩa đặt ra phía xa. Anh Hạo, em vào nhà vệ sinh một lát. Ừ, em đi đi. Tuệ Lâm đang bước đi ở trên hành lang, đột nhiên bị người từ phía sau giữ chặt.
ngay sau đó bị kéo vào một căn phòng tối đen. Bởi vì không bật đèn nên bên trong tối om, chỉ có vài ba tia sáng chiếu qua tấm rèm mỏng mong manh ở bên cửa sổ. Bóng tối bao trùm tạo cho con người ta một cảm giác sợ hãi. Nhưng cô không hề dãi dụa, bởi vì đã sớm nghĩ sẽ có một màn này. Hơi nữa, hơi thở lạnh lùng thấu xương kia cũng vô cùng rõ ràng. Ánh mắt cao ngạo mang theo vài phần khinh thường của người đàn ông, cùng với mùi hương cô đã quen thuộc mấy ngày hôm nay. Khi đã đi vào hẳn ở trong phòng, Tuệ Lâm liền hung hăng hất mạnh tay đối phương ra, nâng chân đá thẳng về phía người đàn ông. Sao anh lại dùng dĩa cắm vào chân tôi chứ? Có bệnh không hả? Cô vừa rồi mới đi nhà vệ sinh để rửa chân, cánh chân bị dính nước sốt sền sệt khiến cho Tuệ Lâm muốn nổi da gà. Người đàn ông nhanh chóng lùi về phía sau hai bước để tránh đòn của cô. Anh quay lưng về phía cửa, giọng điệu lạnh nhạt. Cô nên cảm thấy may mắn vì tôi đã không lấy dao nhỏ cắm vào chân cô đấy. Qua giọng điệu của người đàn ông, Tuệ Lâm biết anh không nói đùa. Anh thực sự có bệnh đấy. Bệnh này không thể diễn tả được bằng từ ngữ. Tuệ Lâm hơi thở nóng này phải làm tới mức đó sao? Lòng dạ người đàn ông này đúng là quá hẹp hòi rồi. Bởi vì đưa lưng về phía có ánh sáng nên Tuệ Lâm không thể nào thấy được sắc mặt của anh. Chỉ có thể thấy anh giống như một ngọn núi bị bóng đêm bao phủ. Nhưng Hàn Thuyên lại có thể quan sát được Tuệ Lâm. Ánh trăng chiếu từ cửa sổ vừa vặn bao phủ lên người cô. Ban nãy bị anh túm cổ vào nên mái tóc cô có chút hỗn độn, vài sợi tóc vương ở trên gương mặt trắng nõn. Vì tức giận mà hai má đỏ ửng, đôi mắt ướt, ước chừng rất lớn. Hàn Thuyên làm như không thấy gì, một lần nữa dịch chuyển tầm mắt đến gương mặt của cô. Người con gái tức muốn hộc máu, hoàn toàn không có một chút điềm đạm nào. Không giả vờ nữa à? Anh từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt mang theo vài phần mỉa mai. Tuệ Lâm nhìn bộ dáng này của anh, liền cố gắng bình tĩnh trở lại, gạt bỏ tức giận sang một bên, duỗi tay sửa sang lại mái tóc, tạo ra một gương mặt tinh xảo. Cô nâng mặt, nở một nụ cười ngọt ngào. So với người bừng bừng tức giận lúc nãy, bây giờ đã hoàn toàn khác nhau. Đôi mắt chớp chớp, âm thanh lại mềm mại. Lưu tiên sinh, kéo tôi vào căn phòng tối như vậy là có chuyện gì sao? Hay là anh muốn làm gì với tôi? Cánh môi kiểu diễm ướt át lúc này đóng đóng mờ mờ trước cổ thiên nga thon dài, giống như một bông hồng nở rộ trong bóng đêm, rất đẹp nhưng cũng rất xấu xa. Không ngờ cô lại có thể nói ra những lời như vậy. Cô không sợ tôi đem hết những chuyện lúc nãy ở bên ăn nói chuyện với tôi hạo sao? Giọng nói của anh có chút gấp gáp. Trong một ngày mà cô gái này có thể hai lần làm ra những chuyện không thể tha thứ được như vậy đối với anh. Nhưng anh mạnh miệng vậy thôi. Chứ nếu anh mà đem kể với Tô Hạo thì người bạn kia sẽ cười vào mặt của anh mất. Thật là mất mặt nam nhi quá đi mà. Anh thích thì cứ nói đi. Nói cho anh Tô Hạo đi. Chắc là anh ấy sẽ khoái chí lắng nghe lắm đó. Tuệ Lâm giọng nói mỉa mai, đặt tay lên then cửa chuẩn bị đẩy ra ngoài. Cô không được đi. Nhìn người phía trước có ý rời đi, Hàn Thuyên cũng không biết đầu óc mình nghĩ thế nào, lại liền vươn tay túm chặt lấy cổ cô, hình như nắm phải một sợi dây. Thân thể của cô gái đột nhiên cứng lại, sững người vài giây. Anh vừa cởi bra của tôi rồi. Hàn Thuyên bất lực, tay anh vẫn giữ nguyên ở nơi ấy, không buông ra mà nắm cũng chẳng xong. Không gian dường như đông cứng lại, vừa yên tĩnh lại vừa mang theo chút hương vị không nói thành lời, nhẹ nhàng lên men trong đêm tối. Tuệ Lâm cảm nhận được trước ngực được nới lỏng. Hôm nay cô mặc loại áo ngực có dây buộc cổ, mặc dù là hơi rườm rà nhưng nó lại rất đẹp. Bây giờ đang là mốt của giới trẻ, không nghĩ Hàn Thuyên lại vô tình túm vào nó làm nó tuột ra. Thật xin lỗi. Hàn Thuyên từ lúc cha sinh mẹ đẻ chưa từng gặp qua loại tình huống như thế này bao giờ. Nhưng có thế nào đi nữa thì người sai cũng là anh. Anh quay mặt sang một bên, ấp úng nói. Cô tự xử lý đi, tôi sẽ không nhìn đâu, tôi đi ra ngoài trước. Tuệ Lâm vốn dĩ đang cầm cánh cửa
Nếu như anh ta muốn ra ngoài thì sẽ phải bước qua người của cô. Mặc dù bị người ta làm tuột dây áo ngực, nhưng Tuệ Lâm cũng chỉ kinh ngạc vài giây. Dù sao cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Hơn nữa cô còn có thêm cơ hội để trêu ghẹo người đàn ông kia. Cơm đã dâng đến miệng rồi, làm sao có thể đánh rơi được chứ? Tuệ Lâm dựa cả cơ thể lên cánh cửa, xoay người đối mặt với Hàn Thuyên. Thì ra, Lưu tiên sinh muốn dùng cách này để giữ tôi ở đây sao? Toàn thân Hàn Thuyên tỏa ra một nhiệt độ cực thấp. Đây rõ ràng là chuyện xảy ra ngoài ý muốn, nhưng cô lại dùng cái giọng như thể anh cố tình vậy. Tôi đã xin lỗi cô rồi, bây giờ để tôi đi ra ngoài thì cô có thể buộc lại nó như cũ. Một mình tôi làm không tiện. Kiểu áo này buộc rơi ở phía sau, ai làm hỏng thì người đó phải chịu trách nhiệm chứ. Lưu tiên sinh, ngài mang bra của tôi cởi bỏ mà lại không giúp tôi mặc lại như cũ được sao? Muốn anh giúp cô buộc lại? Anh trầm mặc vài giây, cả căn phòng tối yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở và tiếng nhịp tim đập của chính mình. Người đàn ông đứng trong bóng đêm chậm rãi nói ra bốn chữ: không có đạo lý. Anh làm sao có thể buộc dây áo ngực cho người phụ nữ đáng ghét kia? Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa khi nào anh cảm thấy mất mặt như vậy. Tránh ra! Tuệ Lâm giơ ngón tay ra hiệu cho anh im lặng. Vì khoảng cách giữa hai người bây giờ đang rất gần, nên ngón tay được đặt lên môi anh, làm cho anh đơ người mất mấy giây. Hình như có tiếng bước chân. Anh Tô Hạo đang đi tìm chúng ta thì phải. Cô quay lại thì thầm với anh: nếu như tôi cứ thế này đi ra ngoài, lại còn ở cùng với anh lâu như vậy, anh thử xem anh Tô Hạo sẽ nghĩ như thế nào. Tôi cho anh 3 giây để xem vị thần tiên này sẽ chọn giúp cô hay mặc kệ cô đi ra ngoài. 3. Giọng nói của cô thì thầm mềm mại, quả thực nghe rất êm tai. Người đàn ông vẫn đứng đơ người không có động tác gì. Tuệ Lâm cũng không vội, tiếp tục đếm theo tiết tấu. 2. Anh ta vẫn đứng yên không nhúc nhích. 1. Tuệ Lâm mở to đôi mắt, vừa dứt lời liền trực tiếp xoay người mở khóa cửa. Cô còn chưa kịp động đến tay nắm thì người đàn ông kia vội vàng bước tới, cánh tay rắn chắc mạnh mẽ ôm lấy eo cô, một tay còn lại nhanh chóng túm được bàn tay của Tuệ Lâm ghì lên cánh cửa kéo ra. Cả cơ thể của Tuệ Lâm dán chặt vào người phía sau, hoàn toàn được bao phủ bởi một hương thơm quyến rũ phát ra từ cơ thể của anh. A! À! Bị bất ngờ trước phản ứng vừa rồi của anh, Tuệ Lâm theo phản xạ kêu lên. Hàn Thuyên nhanh tay bịt miệng cô lại. Chính bản thân anh cũng không hiểu mình đang làm cái quái gì thế này. Cánh cửa gỗ trước mặt rất lạnh, nhưng cơ thể đằng sau lưng lại nóng như muốn dọa người. Sự tức giận của nam nhân này giống như hỏa lò đang bùng cháy. Hàn Thuyên làm ra một loạt động tác thiếu suy nghĩ này là hoàn toàn vì sợ cô trực tiếp chạy ra ngoài. Nếu để Tô Hạo phát hiện ra hai người lén lút ở trong phòng tối, chắc chắn anh ta sẽ nghĩ bậy nghĩ bạ mà cười vào mặt anh. Lưu tiên sinh, anh muốn giúp tôi buộc lại dây áo sao? Nếu anh giúp tôi sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lưu tiên sinh vẫn nên tranh thủ một chút, chúng ta không có nhiều thời gian. Cô gái bày ra một bộ dáng chờ đợi rất thoải mái. Cái cổ vừa nhỏ nhắn vừa trắng khiến cho sợi dây áo màu đen kia càng thêm nổi bật. Trong phòng rất yên tĩnh, Hàn Thuyên có thể nghe được giọng nói của Tô Hạo cùng với người giúp việc. Đại loại hỏi xem có biết cô gái đang đứng trước mặt anh ở đâu không. Hàn Thuyên không dám chắc cô còn dám làm ra loại chuyện gì nữa. Cũng biết không có nhiều thời gian, làm sớm xong sớm. Buông cánh tay vẫn đang nắm bàn tay của Tuệ Lâm, Lưu Hàn Thuyên đời này chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày anh phải giúp một cô gái buộc dây áo ngực, mà còn là cô gái mà anh ghét cay ghét đắng nữa chứ. Vứt hết những suy nghĩ trong đầu, Hàn Thuyên hít một hơi thật sâu, nín thở, chỉ cần một giây, tốc chiến tốc thắng. Không tình nguyện sao? Anh làm gì đấy? Tuệ Lâm thực sự không nhịn được, vặn vẹo thân mình, nghiêng mặt, muốn nhìn người phía sau rốt cuộc đang làm gì. Có thể được thần tiên giúp buộc dây áo, Tuệ Lâm cảm thấy rất vi diệu, rất ái muội. Hơn nữa anh còn chán ghét cô như vậy, vẫn chấp nhận mà làm cho cô,
thực là một cảm giác thú vị, vô cùng đắc ý. Thần tiên cũng đã hạ phàm, cho dù không tình nguyện, nhưng 1-2 phút trôi qua mà anh vẫn chưa làm xong. Bàn tay có vết chai mỏng, thỉnh thoảng lại cọ ở phía sau cổ, khiến cho cô cảm thấy rùng mình, ngứa ngáy. Nếu đổi lại là người đàn ông khác, Tuệ Lâm có lẽ sẽ cho rằng hắn muốn chiếm tiện nghi của cô. Đừng lộn xộn, tôi đang giúp cô buộc dây áo không phải sao? Tuệ Lâm không thoải mái, vặn vẹo thân mình. Hàn Thuyên liền quát lớn. Khi anh cảm thấy sắp thành công rồi thì cô lại làm chúng tuột ra. Nếu bây giờ cô có thể nhìn thấy Hàn Thuyên thì sẽ phát hiện ra ánh mắt của anh đã sớm bị mây đen bao phủ. Quá khó giải quyết, hoàn toàn ngoài dự đoán của Hàn Thuyên. Ban đầu anh nghĩ chỉ là buộc 2 sợi dây thôi mà, trong một khắc cũng có thể buộc lại như cũ, nhưng thực tế thì lại quá khó. So với việc hạ gục một đối thủ nặng ký ở trên thương trường thì việc này có lẽ còn khó hơn. Càng làm lại càng không xong, càng muốn tránh cô gái này lại càng phải chạm vào cơ thể của cô. Hai lông mày của Hàn Thuyên đã dính chặt vào nhau. Tôi không định cử động nhưng mà nhụt quá. Tuệ Lâm cảm thấy như trúng độc, đặc biệt là hơi thở ấm nóng của anh cứ không ngừng phả vào vai cái. Cô vốn dĩ đã mẫn cảm, bây giờ liền không nhịn được mà rụt cổ lại. Tuệ Lâm! Tuệ Lâm! Em có ở đó không? Tay Hàn Thuyên cứng đờ, là Tô Hạo. Hắn chắc ở cách đây không xa, tim anh bỗng đập nhanh hơn. Hàn Thuyên liền đưa tay bịt kín miệng cô gái. Tuệ Lâm liếc nhìn người đàn ông phía sau bằng ánh mắt không hiểu chuyện gì. Hàn Thuyên cũng không trả lời. Không biết tại sao anh lại có cảm giác hai người bây giờ rất giống với những đôi uyên ương đang yêu nhau vụng trộm. Liền nhanh chóng dùng tay kia xử lý xong phần dây áo. Xong rồi. Có lẽ do cảm nhận được sự nguy hiểm, do nguy cơ bị phát hiện, nên Hàn Thuyên đã tập trung nhanh chóng buộc dây áo của cô. Cả người bỗng lùi hẳn về phía sau, tựa như Tuệ Lâm chính là mãnh thú mà cách xa cô 2 mét. Tuệ Lâm duỗi tay, sờ lên cổ. Buộc cũng không tệ lắm, còn muốn mở miệng khen một câu thì bỗng thấy anh từ trong túi quần lấy ra một thứ gì đó. Nương theo ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài hất vào trong, hình dáng người đàn ông cũng trở nên rõ ràng hơn. Anh từ từ rút ra trong túi một chiếc khăn tay, tỉ mỉ lau chùi từng ngón tay rồi đến lòng bàn tay, đều là những nơi đã chạm vào Tuệ Lâm. Sau đó tùy ý ném lên sàn nhà, lại một lần nữa trở về bộ dạng cao cao tại thượng, bất khả xâm phạm. Tuệ Lâm, tôi nhổ vào, nâng gót giày đến trước mặt người đàn ông, ánh mắt mị hoặc. Chán ghét việc tiếp xúc với tôi lắm sao? Vậy thì Lưu tiên sinh chắc chắn phải tự cắt bỏ vài thứ rồi. Tuệ Lâm liếc mắt đến khuôn ngực rắn chắc của anh, rồi còn 2 chân của anh nữa. Tất cả những nơi đó tôi đều đã tiếp xúc với anh rồi. Ở đó. Dưới ánh mắt chăm chú lạnh như tảng băng nghìn năm, Tuệ Lâm vỗ ngực anh. Không đợi anh phản ứng mà nhét vào trong túi quần một vật gì đó, liền nhẹ nhàng rời đi. Cánh cửa mở rồi khép lại, để lại một mình anh ở trong căn phòng tối đen. Hàn Thuyên nghe thấy âm thanh giày cao gót đạp trên nền gạch cùng với giọng điệu yêu kiều của cô. Anh Hạo, anh tìm em sao? Đi đâu vậy Tuệ Lâm? Em có cảm thấy một chút đau bụng nên ở trong WC hơi lâu một chút. Trong mấy ngày này em ăn ít rau nên bị táo bón. Em phải chú ý sức khỏe chứ, để anh dặn nhà bếp chỉnh lại thực đơn cho em. Nói dối không chớp mắt, Hàn Thuyên đứng đợi đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của hai người nữa thì mới từ từ lấy trong túi quần ra cái thứ mà cô gái lúc nãy đã nhét vào. Một mảnh giấy trên đó có ghi một dãy số WeChat của tôi. Thêm WeChat? Không có khả năng. Chuyện này cũng đã vượt qua giới hạn của Hàn Thuyên. Thế nhưng anh lại cảm thấy cô giống như đang muốn vươn mình mà chạm đến điểm cực hạn của anh. Tất cả chỉ là ngoài ý muốn, anh sẽ không cho phép những chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa. Hàn Thuyên nhíu mày, bước chân đến phía cửa rồi thẳng tay ném mảnh giấy vào thùng rác. Giữa đường lại cúi người nhặt lên một chiếc khăn tay. Vừa rồi đứng trước mặt Tuệ Lâm dùng chiếc khăn này để lau tay, sau đó ném toẹt xuống đất
Bây giờ nghĩ lại, anh lại cảm thấy không nên tùy tiện vứt rác bừa bãi thì tốt hơn. Trước đó thì lạnh lùng vứt bỏ, vậy mà khi không, lại còn đem nhặt lại nữa chứ. Tất nhiên Tuệ Lâm sẽ không biết được chuyện này, vì bây giờ cô đang ngồi ở phòng khách, uống trà và ăn hoa quả với Tô Hạo. Anh Hạo, có khi nào Hàn Thuyên thích anh không? Câu hỏi bất ngờ này của Tuệ Lâm làm cho Tô Hạo đang uống nước mà phát sặc, anh ngó sụ sụ mấy tiếng. Tuệ Lâm, sao em lại hỏi như vậy? Tại em thấy Hàn Thuyên nhìn thấy phụ nữ là chán ghét, anh ta lại còn rất ghét em nữa. Nhưng khi nói chuyện với anh thì biểu cảm lại khác hẳn, rất thoải mái và vui vẻ. Hơn nữa, em thấy anh ta có vẻ rất nghe lời khuyên bảo của anh. Tô Hạo bật cười. Tuệ Lâm à, em suy nghĩ quá nhiều rồi đấy. Có thể do anh và Hàn Thuyên chơi với nhau từ nhỏ, rất hiểu tính cách của nhau nên mới thoải mái chia sẻ mọi thứ. Hơn nữa trông cậu ấy vậy thôi, chứ cậu ấy có tới 3 cô người yêu cũ rồi đấy. Ồ, vậy sao? Cô không hứng thú tìm hiểu sâu hơn nữa. Bạn gái của anh ta có bộ dáng như thế nào cũng không có quan hệ gì với cô. Nguyên nhân chia tay hẳn là đối phương không chịu nổi dáng vẻ lúc nào cũng như thần tiên hạ phàm kia. Chúc mừng người chị em nào đó đã thành công thoát khỏi bể khổ. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Tuệ Lâm mang theo điệu cười xấu xa ngẩng đầu. Người đàn ông mặc bộ tây trang đứng bước vào phòng khách, toàn thân tỏa ra hơi lạnh. Không nghĩ đến người này khi nãy còn vất vả buộc lại dây áo cho cô cơ đấy. Những câu nói vừa rồi, cô cố ý để cho Hàn Thuyên nghe được. Kẻ đầu sỏ không biết xấu hổ như Tô Hạo lại có chút ngượng ngùng, hướng về phía Hàn Thuyên gọi một tiếng. Cậu đi đâu vậy? Qua đây ăn hoa quả đi. Tôi có chút việc cần phải xử lý. Sau bữa tối, Hàn Thuyên và Tô Hạo đi ra ngoài uống rượu bàn chuyện làm ăn. Tuệ Lâm thì vừa ngồi nghịch điện thoại, đến tối muộn thì ra về. Vĩnh Kỳ à, chào con nha, cô chú phải về rồi. Vĩnh Kỳ chạy ra ôm chặt lấy Tuệ Lâm, hôn lên má tạm biệt cô và Tô Hạo. Ôi, Vĩnh Kỳ của chúng ta đáng yêu quá. Tô Hạo nhấc bổng cậu lên, rồi thơm vào đôi má phúng phính như chiếc bánh bao. Hàn Thuyên nhìn cảnh tượng ba người vui vẻ mà thấy khó chịu, không hiểu ai mới là cậu cháu ruột ở đây nữa. Kết thúc một ngày vô cùng mệt mỏi, vừa về đến nhà, Tuệ Lâm đã nhanh chóng lên giường đi ngủ, chẳng buồn xem có ai thêm WeChat không. Thỉnh thoảng lại có một vài người bạn nhắn tin rủ cô đi chơi, đi shopping. Tuệ Lâm một tin nhắn cũng không trả lời. Bây giờ toàn bộ tâm tư của cô đều đặt hết lên người Hàn Thuyên, đối với người khác đều không có hứng thú. Xem như đã rõ là Hàn Thuyên không có ý muốn liên lạc với mình, không thêm thì không thêm. Tuệ Lâm hoàn toàn không tức giận, anh sẽ phải chủ động thêm WeChat của Bồn tiểu thư đây thôi. Bàn tay nắm chặt điện thoại, dương dương khóe môi, giọng nói chắc chắn. Cô liền đặt điện thoại sang một bên, tập yoga một lúc, bôi kem dưỡng da rồi lên giường đi ngủ. Cảm ơn các tình yêu đã vừa ủng hộ câu chuyện ngày hôm nay của Thu. Tập 2 và tập 3 của câu chuyện sẽ được cập nhật vào 1-2 ngày tiếp theo. Rất là mong nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Hy vọng mọi người hãy ấn đăng ký kênh này, ủng hộ like và share nhiều hơn cho mình để kênh có cơ hội được phát triển hơn nữa. Mình cũng có thêm thu nhập để có tiền bỉm sữa cho các cháu nha. Tất cả đều trông cậy vào mọi người. Bây giờ thì thời lượng của câu chuyện cũng đã hết rồi. Thu xin được phép chào mọi người nha. Bye bye. Chúc mọi người một ngày tốt lành.